Chào các bạn, mình là Thompson, admin của trang học từ vựng cốt lõi.com. Đây là video đầu tiên trong chuỗi bài giảng hướng dẫn các bạn tự học tiếng Anh tại từ vựng cốt lõi.com. Thôi, không nói nhiều nữa, mình mời các bạn vô đề nha. Đầu tiên, học ra làm sao? Thì có 4 điều cần thiết các bạn cần lưu ý khi theo cái phương pháp học của mình. Đó là học từ vựng và ôn tập, đó là điều các bạn cần phải làm hàng ngày, ít nhất 20 phút. 20 phút này thì các bạn có thể học được 10 từ. Và các bạn nhớ nha, khi học từ vựng thì các bạn cần coi nghĩa qua, nghe phát âm, rồi sau đó đọc câu ví dụ. Coi cái từ đó, cái từ mà bạn học đó, nằm trong ngữ cảnh như thế nào. Vậy được rồi, đừng có cố gắng học thuộc lòng cái câu làm gì. Các bạn mới học mà, học thuộc lòng nguyên cái câu là đều không thể được. Mới học mà làm vậy thì là thiên tài rồi, đâu cần mình chỉ gì nữa, phải đúng không? Ôn tập thì các bạn làm theo hệ thống cung cấp. Các bạn an tâm là cái việc ôn tập này á, các bạn ôn khoảng 4-5 lần thôi là cái từ nó thấm vào đầu bạn rồi. Và gần như là các bạn không bao giờ quên được nữa. Và bước thứ ba là cái bước giúp các bạn vượt trội hơn những người khác, đó là đọc và nghe đồng thời hàng ngày. Tài liệu mình cung cấp một tuần á, là ít nhất là 7 cuốn sách. Thì thời gian đọc khoảng đâu 7-8 tiếng gì đó. Thì mỗi ngày các bạn cố gắng dành ra 1 tiếng để đọc và nghe. Lần đầu tiên có thể các bạn đọc không hiểu thì cứ đọc, cứ nghe, nhìn từng chữ luôn, nhìn từng dấu phẩy, từng dấu chấm, coi cái cấu trúc tiếng Anh, cách hành văn của người ta như thế nào. Thì như vậy á, mục đích của mình khuyên các bạn làm như vậy á, là lúc đầu thì có thể là các bạn sợ tiếng Anh, ghét tiếng Anh, thù tiếng Anh. Nhưng mà khi các bạn đã quen với cái việc đọc và nghe thì các bạn sẽ thấy yêu thích nó hơn. Ồ, có gì đâu, cũng có mấy từ mấy câu vậy thôi, như tiếng Việt chứ gì. Bước đầu là làm quen như vậy. Rồi sau này á, các bạn sẽ nhận ra là khi mà các bạn đọc và nghe đồng thời hàng ngày á, thì những từ mà các bạn đã học nó sẽ được củng cố lại, và những cái bài ngữ pháp các bạn xem á, nó cũng sẽ được áp dụng trong những bài đọc, và bạn sẽ thấm việc dùng ngữ pháp một cách tự nhiên hơn, nghe tốt hơn. Và từ đó thì các bạn sau này các bạn tập viết hay nói sẽ dễ dàng hơn. Cuối cùng là xem bài giảng cơ bản, thì một tuần sẽ có khoảng 3-4 bài giảng về những ngữ pháp cơ bản như là số đếm, danh từ, động từ, tính từ, những cái loại đơn giản thôi, 1, 2, 3 này nọ. Tiếp theo, tài liệu ở đâu? Thì các bạn vào trang từ vựng cốt lõi.com. Gitbox, Gitbox ở đây có nghĩa là cái một quà tặng website đó các bạn. Nhấp vô. Ok, mình mở sẵn rồi. Nè, các bạn thấy không? Mình làm lại cho các bạn xem luôn. Trang chủ, quà tặng, lộ trình IELTS cộng, lộ trình 4.5 cộng. Thấy không? Đây nè. Rồi, các bạn nhấp vô đây. Đây là lộ trình nè. Mình viết 10 cái tuần, 10 cái lộ trình trong một này. Các bạn nhập tải về. Mình cho các bạn xem đây một cái nữa, đó là hàng tuần này các bạn. Tài liệu hàng tuần thì các bạn nhận được nè. Chỉ cần học theo đúng cái này, cái điều kiện trong từng tuần á, bạn sẽ nhận được tài liệu. Ví dụ nè, để nhận được tuần 2 có nghĩa là bạn học được 50 từ trong cấp độ Early Beginner là các bạn nhận được. Hoặc là 100 từ trong cấp độ Mid Beginner thì các bạn sẽ nhận được của tuần 3. Cứ học tuần tự như vậy. Các bạn mà còn yếu thôi cứ học lại từ đầu đi, đừng có ngại học ình lợi. Nhưng mà lần này mình học, mình nghe phát âm, mình coi câu ví dụ sẽ tốt hơn nhiều. Rồi đây là lộ trình, thấy không? Mình cũng có ghi cách nhận tài liệu rồi nè. Mà không biết sao nhiều bạn hỏi mình hoài cách nhận tài liệu, mình muốn khóc luôn á. Mà thôi, không có khóc được. Đây, kế hoạch tuần 1. Mở lên, bạn có thể tải về nha. Mở lên cũng được, nhấp lộn rồi. Đây, đây là tuần 1. Mình ghi rõ đấy luôn nè, từ vựng nghe và đọc bài giảng. Từ vựng học 5 bài đầu tiên. Có nghĩa là tuần 1 á, mình sợ các bạn chưa có quen, học chưa có hăng say, nên mình gợi ý cho các bạn học 5 bài đầu tiên. Nếu mà bạn học nhiều hơn cũng được, nó đừng có sợ, học nhiều không có chết đâu. Chưa ai chết vì học nhiều hết nha các bạn. Ở đây mình cũng ghi nè,
ít nhất 30 phút một ngày. Nãy mình nói 20, 25 phút gì đó. Rồi, 20 từ mới. Rồi khi học các từ, đây là phần lưu ý các bạn để ý nha. Rồi ôn tập, đây là cái phần quan trọng nhất. Các bạn cần nhớ ôn tập hàng ngày. Nó cũng nói sơ qua về hệ thống ôn tập là bên mình áp dụng phương pháp hiệu ứng giãn cách, được một cái ông nhà kỹ sư toán học nào đó đó phát minh vào những năm 80 của thế kỷ 20, thì sau này nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như là Anki, Memrise hay là Quicklist hoặc nhiều ứng dụng khác nữa, Super Memo mình nghĩ vậy, mình cũng có nghe qua đó. Nghe và đọc, bạn sẽ thấy nè, 7 quyển truyện trong thư mục. 7 quyển truyện này ở đâu? Quay lại đây, tuần 1 nè. Tuần 1 thì vô coi thư mục tuần 1, quà tặng. Lessons và Reading and Listening. Đây, trong đây. Đây là những quyển sách nè. Các bạn sẽ thấy quyển sách phù hợp với trình độ ban đầu của các bạn. Đó, file PDF. PDF này có thể tải về Modi Brothers. Hoặc là nghe trên máy tính, chép vào điện thoại nghe lúc đi bộ, nhảy dây chạy bộ gì đó cũng được. Nghe và đọc. Bài giảng, các bạn sẽ xem hai bài giảng đầu tiên. Tuần đầu rất là nhẹ nhàng nha, mình cho các bạn học rất là ít vì các bạn, để các bạn làm quen mà. Quan trọng là học từ vựng và ôn tập nha các bạn. Và mình cũng có thư giãn ở đây. Đây, một bài học ở đâu? Nhập lại. Big one. Listens. Đó. Nè. Sao mở ta? Đây là cái file VTT nè. VTT này á, là cái file subtitle nha các bạn. Subtitle có nghĩa là file phụ đề á. Các bạn tải video về, rồi mở lên coi là được. Còn đây là cái bài tập. Slide bài giảng của họ á. Chạy qua rồi, sao mở được? Mình mở cho các bạn coi mà. À, tải rồi nè, đó. Những bài đơn giản thôi nè. Coi người ta nói sao, how are you, I'm good, thank you, oh trời, chán chết được đúng không? Thôi tập nha. Mình lắng nghe họ nói xem thế nào, để mình hiểu từ những cái cơ bản nhất. Đừng có nóng vội, đừng có nóng vội. Rồi. Rồi mình cũng chỉ luôn một cái nè. Khi mà các bạn muốn đổi level đang học á, thì các bạn ngồi trang chủ, thấy không? Tài khoản, thông tin. Các bạn thấy bảng điểm không? Rồi các bạn nhấp một chọn lại nè, để muốn đổi level. Đó, ở đây có 18 level. Các bạn cứ thấy cái mức nào các bạn nhắm muốn học á thì học. Nếu mà các bạn học từ đầu theo lộ trình của mình thì các bạn chọn từ số 1. Hoặc là các bạn thấy thôi học từ cái mức level từ vựng đi, thì các bạn có thể chọn này 3, 4, 5, 6 gì đó. Một gợi ý là khi các bạn làm bài test từ vựng á, ở đây nè, thấy không, bài test từ vựng này là bài kiểm tra nha. Đây là cái bài này kiểm tra mức 5.000 từ của các bạn. Nếu mà các bạn làm mức đâu tầm 550 thì thôi học từ mức 500 đi, hoặc là thấy dễ quá học mức 600, nó trên khoảng một mức nha. Nếu mà 550 thôi học từ mức mid elementary nha các bạn. Học lại, lùi lại chút cho chắc. Mình thích học chắc ăn. Tiếng Anh mà. Học một lần chắc cái mình đi lên luôn. Mình không muốn tụt lùi. Ok. Học từ vựng ôn tập. Các bạn mới học tuần 1, đừng quan tâm tới mục luyện dịch làm gì hết trơn á. Nếu mà bạn không có thời gian, nếu có thời gian thì làm thêm một, let me see, hoàn thành câu nha. Các bạn làm hoàn thành câu thì các bạn sẽ nghe đó lại và điền cái từ đã học vào. Thì đây có hai chế độ, từ đã học và không giới hạn. Cái này là cho VIP nha các bạn. Cái này là VIP trọn đời rồi, hoặc là một năm gì đó. Nên là các bạn có thể học được thử hết tất cả các level. 7.000 câu. Thôi, cái đó mình nói sao. Ok, quay lại. Tài liệu ở đâu? Đã có rồi. Tiếp theo, một số lưu ý nha. Khi các bạn học
các bạn nên tắt điện thoại, tắt tất cả các thiết bị di động để tránh sao lãng, và hoặc là các bạn để chế độ máy bay, để chế độ yên lặng. Và khi học, hạn chế tối đa dùng tiếng Việt. Nếu mà các bạn có phòng riêng thì tuyệt vời, để ngoài cửa đang học bài, đừng làm phiền hay là gì đó. Hoặc là nếu mà ở chung thì các bạn ở chung với những bạn khác sinh viên mà, mình ở chung với những người khác thì thôi các bạn kêu họ ráng chút để 30 phút, 50 phút gì để tập bài này nữa. Đừng có nhiễm tiếng Việt vô trong quá trình học. Hoặc là những cái sao lãng á, không có nên. Các bạn nên kiên trì ôn tập nha. Cứ ôn tập. Đây, mình cũng có một cái lưu ý đây là không nóng vội, muốn nói liền, viết liền. Đó là nhiều bạn muốn mới học ngày đầu tiên là mình đã muốn nói, muốn viết rồi. Cái này chỉ có thể xảy ra khi mà các bạn đi ra nước ngoài, một cái môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các bạn quyết tâm là nghe tiếng Anh, nói tiếng Anh hết, viết tiếng Anh hết luôn thì ok, được. Nhưng mà khả năng là các bạn sẽ nản, các bạn sẽ sốc và các bạn sẽ muốn bỏ cuộc. Nên là đừng có nóng vội, kiên nhẫn. Không rượu bia, các cháu có cồn vì nó sẽ bị giảm trí nhớ. Nếu mà không biết Việt Nam có dịch cái cuốn Why We Sleep của Dr. Walker chưa, mà trong nhóm đọc sách của mình á, thì mình có đọc qua về nó rồi. Thì một trong những tác nhân trong một cái nghiên cứu á, thì ông Walker có nói là nếu mà chúng ta uống rượu bia quá nhiều á thì sẽ bị giảm trí nhớ. Mình cũng sợ cái đó lắm luôn á, bởi vì gì mình cũng nhớ trơn, mình đâu có uống rượu bia gì đâu, mình uống nước trà vậy nha. Rồi, ok, hẹn gặp các bạn ở tuần 2. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này. Bye bye.